buổi trưa nắng nóng cùng anh em phun bộ xăng lửa cho vần ngon bộ xăng lớn ECU Habitat bộ Forest bộ mua thùng luôn nha anh em, tập thùng 208 14 dít để thắt làm nồi với làm máy thì kêu rồi. Chiếc Yamaha R15V3 này xe này cái bộ ly hợp chống trượt rất là ngon, khi mà anh em dồn số gấp đó, nó không bị lết bánh, nhưng mà cái xài cái loại bố nó ngộ lắm nha, đó nó bố nó sắc này kìa, nó cũng khác, nó không giống nè, chiếc này làm full 150 cam độ ăn gian tỷ số ném với số bậc lớn cục Habitat cũng bị làm rồi, cái thắt này full nồi với lọc gió, đi vô lấy cái lọc gió ở trong mấy cái bao á, chiếc này cũng full bô xăng lửa luôn, anh em yêu cầu sẽ full làm nồi không. Rồi, okay, anh em đã xem clip. Xe này gắn lọc gió can ở đèn này chứ. Trong cái bự á, trong cái bao á. Anh em đã xem clip ha. Thank you.